Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị một dự án vô cùng mới. Đường thì rất là to đây mọi người này. Mọi người nhìn thực tế, đường to có thể kinh doanh nhỏ với cái căn nhà ba cái cụm này thì có một căn lô góc vô cùng thoáng, diện tích từ 34 đến 37 mét vuông. Thiết kế thì gần như đã hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người ơi. Với ba cái căn nhà này thì đường thông thoáng, hướng nhà là hướng đông nam. Ngọc Anh sẽ quay một cái lô góc để gửi tới quý vị nha. Trong cái dự án này thì có căn thấp nhất là 2 tỷ 350 triệu đồng mọi người ạ. Còn căn Ngọc Ánh đang quay đây là 3 tỷ 050 triệu. Lô góc thoáng, vị trí là thuộc xóm 1 Đông Nhân, Đông La, Hoài Đức. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này, xem thiết kế ra làm sao với cái phần mặt tiền của ngôi nhà. Thiết kế hai lớp cửa chính, cửa ngoài là cửa sắt sơ tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính mọi người nha. Và với căn lô góc hai mặt thoáng này thì diện tích của nó là 34,5 m². Đây, như thực tế quý vị có thể nhìn thấy, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó chính là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Với căn nhà này thì quý vị có thể kinh doanh nhỏ hoặc mọi người có thể kinh doanh online cũng được. Ở đây ô tô tải đỗ cửa thoải mái mọi người nha. Hoàn thiện căn nhà này đã xong hết, sổ đỏ đầy đủ, có thể bàn giao nhà được luôn. Thiết kế của ngôi nhà thì rất chi là hiện đại, hai mặt thoáng lô góc. Phần phòng khách của ngôi nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây là chủ nhà có thiết kế là cái vách gỗ PVC cho mình. Ở đây khá là đẹp mắt. Đó. Này. Ốp nhựa thôi nhưng mà về nó nhìn rất là sang mọi người ạ. Đó. Vì nó là lô góc cho nên thoáng trước, thoáng sau đây mọi người, bên này, thoáng bên cạnh này, hai cửa sổ thoáng ở bên cạnh ở cái phần phòng khách này và một cái cửa ngách nữa đây mọi người nha. Mở ra cái sân ở bên này nữa mọi người ạ. Đây, Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị. Tiếp theo với căn nhà này, mọi người ghé thêm cái phần ở bên hông của căn nhà đều được chủ đầu tư ốp cho mình toàn bộ đá granite nha mọi người. Đấy, cửa sổ thông thoáng hai mặt với diện tích của căn nhà 34,5 m. Thì đây, thiết kế ở phía tầng 2 xây đua ra rất là rộng, cho nên lát nữa Ngọc Ánh sẽ quay ở phía tầng 2 review cho mọi người. Còn mời mọi người theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà với cái không gian phòng bếp ở đây. Wow, rất là thoáng, cửa sổ đây mọi người ơi. Cái căn nhà này quá tuyệt vời luôn, ngập tràn ánh sáng vào trong cái căn phòng này. Đây, tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ sồi. Xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp và mặt bếp ốp đá granite. Căn nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Với theo hiện trạng của căn nhà thì chỉ việc xách vali về và ở thôi. Giá chào bán thấp nhất trong năm căn này là 2 tỷ 350 triệu là căn ở phía bên trong. Còn phía căn mặt ngoài này thì giá là 2 tỷ 900 triệu. 2 tỷ 950 triệu và căn nhà của anh đang quay lô góc hai mặt thoáng có cái giá chào bán 3 tỷ 050 triệu đồng mọi người nha. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây tầng 1 còn có một phòng vệ sinh nho nhỏ với cái bồn cầu này, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên sử dụng các tầng của ngôi nhà. Đây, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Ngoài sẽ chia sẻ một chút về cái vị trí căn nhà này, nó thuộc xóm 1 Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức. Xung quanh ngập tràn tiện ích chợ, trường, phường, trạm, gần với lại bến xe Nghĩa, gần với lại trường đại học Fenica, gần với lại ngã tư Tố Hữu, Lê Trọng Tấn. Nói chung căn nhà này đi lại giao thông thuận tiện. Mọi người nếu như mà có muốn gửi xe ô tô thì bãi gửi xe ô tô rất là gần. Còn nếu không thì ô tô đi qua nhà thoải mái, ngõ thông thoáng. Kinh doanh nhỏ, Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, kinh doanh nhỏ nó khác với kinh doanh sầm uất nha mọi người. Quý vị có thể kinh doanh online và xe ô tô đỗ cửa rồi là lấy hàng rất là tiện. Sau đây mời người theo em lên các tầng ở phía bên trên để khám phá xem căn nhà này với diện tích 34,5 m thiết kế ra sao, hướng nhà đông nam vô cùng mát mọi người nha. Ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà này thì cầu thang ở giữa, thiết kế hai phòng ngủ trước và sau. Mời người theo em vào phía căn phòng ngủ phía sau của ngôi nhà đây. Cửa sổ rất là thoáng nha mọi người. Đó. Với vị trí căn nhà thì nói thật với mọi người luôn là đường thông thoáng, đường ngõ chắc nhà nó phải khoảng tầm 4-5 m mọi người ạ. Đấy. Cửa đây. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Tiếp theo, mời người theo em sang khám phá cái căn phòng ngủ ở phía bên ngoài. Có ban công mở được hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng này.
Đấy. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới trường đại học Fenica nó chỉ khoảng tầm 2,5 km thôi. Đi lại rất là thuận tiện. Đó. Và cái phần phòng ngủ phía trước này thì rộng hơn phòng ngủ phía sau mọi người nha. Cửa sổ thông thoáng đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Với căn nhà này thật ra hiện tại nó rất là hiếm, với một cái căn lô góc đường to lại còn thoáng, thiết kế phòng ngủ rất là rộng mọi người ạ, rộng và vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Tất cả các phòng ngủ thì đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Các phòng ngủ cũng đều được lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa cho quý vị rồi, cho nên là với hiện trạng của ngôi nhà này, mọi người chỉ giúp em là kéo vali về và ở ngay thôi, sổ đỏ và giao luôn. Tiếp theo, với cái phần tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế một cái phòng vệ sinh ở giữa hai phòng ngủ, đáp ứng cho quý vị công năng bồn cầu này, hệ thống sen tê tắm nóng lạnh, lavabo này, quạt hút mùi, và ở đây có một chiếc cửa sổ mở ra phía bên ngoài. Căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn, diện tích vừa phải nhưng mà đáp ứng cái công năng sử dụng thì quá tuyệt vời mọi người ơi. Và mời quý theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế tổng thể ra sao nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế nó tương tự như tầng 2. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là căn nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt. Ở phía dưới tầng 1 thì thiết kế phòng khách, phòng bếp. Lên trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà mất một tầng thiết kế gồm 2 phòng ngủ rộng. Tất cả các phòng thì đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây. Rất là mát, hướng nhà là hướng đông nam. Đây, từ tầng 2, tầng 3 là ban công mở. Đây mọi người có thể nhìn thực tế, có thể bước chân ra ngoài. Với ban công này thì quý vị nào yêu thích trồng hoa thì rất là đẹp mọi người ạ. Đó. Phòng ngủ vô cùng rộng. Tất cả các phòng ngủ thì được lát gạch kích thước 60-60 vân đá màu sáng. Cho nên là cái căn phòng tuy cái mặt ở ngoài thì to nhưng mà vào trong này thì cái diện tích nó nhỏ hơn một chút xíu thôi mọi người ạ. Đó, vẫn đáp ứng cho quý vị được 4 phòng ngủ riêng biệt. Rồi. Và phần còn lại mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế còn ra sao nha. Và Ngọc Ánh hiện tại đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà thì bước chân lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, phía dưới tầng 1 hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà là đây. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Và trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây là một cái khu vực để máy giặt mọi người nha. Đây, sàn thoát nước để hẳn một cái khu vực để máy giặt giặt giũ riêng. Và trên tầng 4 thiết kế một phòng ngủ riêng nữa. Xin lỗi mọi người, phòng này thì có thể là làm phòng thờ, có thể là sử dụng tùy cái mục đích công năng của mỗi người. Phòng làm việc, phòng để đồ, phòng kho vân vân. Nói chung là review tới tầng 4 rồi là có 5 phòng riêng biệt cho mọi người. Tất cả các phòng mà Ánh đều nhấn mạnh lại, vì nó là lô góc cho nên cửa sổ vô cùng thoáng hai bên mọi người nha. Đó, phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Mời mọi theo em hướng tới phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, phần sân phơi khá là rộng, riêng biệt. À, 4 tầng sử dụng, đứng từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy những mấy tòa chung cư ở chỗ chân cầu vượt Dương Nội, Xuân Mai, HH đấy mọi người ạ. Nói chung từ vị trí căn nhà này mà đi ra đấy thì rất là gần. Nó gần như là cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, đi sang đây có một đoạn thôi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể về cái căn nhà lô góc này thuộc Đồng Nhân Đông La Hoài Đức thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. 0933 043 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.